Bây giờ là 7 giờ 5 phút sáng, quý vị và các bạn đang theo dõi cà phê ngày mới phát sóng trực tiếp trên kênh VTC9 và chúng ta hãy cùng đến với tiêu mục điểm báo. Thú thật với chị Hương Quỳnh là tôi cũng có đặt báo mà mấy ngày hôm nay báo không giao nữa, chắc là yeah. cũng đảm bảo những cái chỉ thị của um, cái chỉ thị 16 cho nên là báo không giao nữa. Cho Quý vị các bạn cũng như vậy. Nếu mà quý vị các bạn có thói quen đọc báo thì hãy cùng với chúng tôi đọc báo sáng nay với những cái thông tin được chúng tôi gửi đến từ các tòa soạn báo in. Đây là bìa báo tuổi trẻ nè quý vị. Mua máy tạo oxy cần lưu ý những gì? À, cái bìa này thì cũng có những cái tiết bài đáng chú ý về câu chuyện phòng chống dịch ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ như là cảnh báo à, bảo tấn công mạng và đây là bìa của báo đại đoàn kết một cái bìa mà tôi nghĩ là rất là đẹp và khiến cho chúng ta nhớ về rất nhiều đây là hình ảnh của các em học sinh khi mà tham gia một cái buổi khai giảng năm học 2018 thời trước khi vậy. Covid Chị Quỳnh à, nỗi lo vào lớp 1 là những cái nỗi lo thường trực khi mà tính ra là tuần tới thôi là các em học sinh lớp 1 đã tụ trường rồi khởi động năm học mới rồi mà bây giờ thì các em vẫn đang phải học online và đặc biệt là những cái nỗi lo của các gia đình sinh sống ở các tỉnh thành đang áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 nỗi lo lớp 1 là một nỗi lo rất lớn đúng không ạ Quỳnh? Dạ vâng, đúng là như vậy. Ngày xưa thì chúng ta biết rằng là con mà chuẩn bị vào lớp 1 thì bố mẹ bao giờ cũng như ngồi trên đống lửa và thậm chí là còn cảm thấy hồi hộp hơn cả các con bởi vì chúng ta phải lo xem là cái quá trình mà các con thay đổi từ mầm non lên lớp 1 nó sẽ có rất là nhiều những cái dạng sự xáo trộn về câu chuyện học hành, về giờ giấc sinh hoạt. À, cũng như là cái việc chuẩn bị cho vào lớp 1 thì chúng ta biết là học chữ này, học viết này và toàn bộ cái câu chuyện đó trong cái thời buổi dịch COVID-19 như thế này thì sẽ phải thực hiện online và liệu rằng như thế có đảm bảo cho các em để các em có thể chuẩn bị được tốt nhất về mặt tâm lý và bản thân bố mẹ có thể chuẩn bị được cho con tốt nhất để con có thể kịp thời cập nhật những cái thông tin hay là để có thể bước chân vào lớp 1 một cách an toàn hay không thì đó cũng là những cái nội dung đã được đề cập đến ở trên báo Đại Đoàn Kết. Và thưa quý vị, nếu như mọi năm thời gian nghỉ hè các bậc cha mẹ có con sắp vào lớp 1 cũng đã chuẩn bị tâm lý cũng như làm một vài kỹ năng sinh hoạt giao tiếp thì suốt mấy tháng hè của năm nay dịch Covid-19 bùng phát khiến cho mọi hoạt động bị dừng lại. Các phụ huynh ở thời điểm này cũng đang có nhiều băn khoăn lo lắng khi ngày tự trường cũng đang đến rất gần. Ông Thái Văn Tài, vụ trưởng vụ giáo dục tiểu học Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thừa nhận năm nay mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có tính toán ưu tiên cho học sinh lớp 1 vào học sinh nội trú tự trường vào ngày 23 tháng 8 để có thời gian làm quen với trường lớp. Tuy nhiên với tình hình dịch bệnh như hiện nay, kế hoạch này khó khả thi đối với một số địa phương. Ông Tài cũng khẳng định, học sinh lớp 1 là đối tượng đặc biệt khi vào, vừa chuyển từ bậc mầm non lên tiểu học nên phải đặt quyền lợi của học sinh và chất lượng giáo dục lên hàng đầu. Các địa phương cần phải căn cứ tình hình dịch bệnh để tính toán hạn chế học trực tuyến. Các địa phương nếu buộc phải dạy học trực tuyến thì nhà trường, giáo viên cũng cần phải chọn hình thức phù hợp với tâm lý lứa tuổi, điều kiện, hoàn cảnh gia đình của học sinh. Ông Tài lưu ý. Thưa quý vị và các bạn có thể thấy là các học sinh sẽ phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn trong một cái trạng thái gọi là bình thường mới khi mà chúng ta vẫn phải tiếp tục thực hiện tất cả những cái công việc học tập như bình thường nhưng mà trong một điều kiện là chú ý những cái quy tắc về giãn cách xã hội và đại dịch COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thưa quý vị và hiện nay có rất nhiều cách để có thể đảm bảo là số ca giảm và một trong số đó là nhiều địa phương, doanh nghiệp và cả người dân đang sử dụng mẫu test nhanh kháng nguyên để tìm ca nhiễm trong cộng đồng. Vậy sử dụng xét nghiệm này hiệu quả như thế nào? Chúng ta hãy cùng đến với một bài viết trên trang 14 báo Đại Đoàn Kết với nhan đề là Tự test nhanh COVID tại nhà, nên hay không? Theo bài viết này thì xét nghiệm ncov vô cùng quan trọng trong chẩn đoán bệnh nhân mắc covid-19 đồng thời cũng là khâu quan trọng trong chiến lược ngăn chặn phát hiện cách ly khoanh vùng dập dịch muốn xác định được người nhiễm người mắc bệnh xác định được ổ dịch thì chỉ có xét nghiệm vì vậy, bài báo này cũng đã đưa ra rất nhiều ý kiến của các chuyên gia y tế, trong đó có ý kiến của Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Y tế Dự phòng Thượng Bộ Y tế cho rằng, test kháng nguyên nhanh là sinh phẩm phải được Bộ Y tế thẩm định cấp phép lưu hành. Tuy vậy, hiện nay trên thị trường có rao bán rất nhiều test kháng nguyên nhanh, những loại sản phẩm đó có thể là giả hoặc kém chất lượng nếu người dân mua vào thì sẽ cho kết quả sai. Và đặc biệt là khi xét nghiệm cho kết quả âm tính sẽ dẫn tới chủ quan khó dụng được các biện pháp phòng bệnh như là 5K chẳng hạn. Vì thế theo ông Phu thì mọi người không nên lạm dụng test nhanh kháng nguyên. Việc này chỉ nên thực hiện tại các khu vực có nguy cơ cao, số ca nhiễm nhiều, bệnh nhân đã có triệu chứng tiến triển như sốt, ho và việc sử dụng cần theo chỉ định của dịch tễ và cụ thể thông tin bài viết mời quý vị tìm đọc trên trang 14 báo đại đoàn kết vâng chúng ta không nên tự test nhanh ở nhà bởi vì à, kết quả âm tính chưa chắc đã là an toàn và qua đó thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là câu chuyện à, trong mùa dịch này mua cái gì và sử dụng ra sao cũng là điều mà bản thân mỗi một người dân cũng cần phải lưu tâm và lắng nghe theo những khuyến cáo mà các cơ quan chức năng đưa ra và đặc biệt lo lắng trước sự quá tải của các bệnh viện trong việc điều trị covid 19 cũng như để chủ động hơn trong việc tự chăm sóc tại nhà nếu chẳng may nhiễm bệnh thì thời gian gần đây cũng đã có rất là nhiều người dân đi mua máy tạo oxy dùng cho gia đình à, tuy nhiên thì mua máy tạo oxy cần phải lưu ý điều gì và sử dụng ra sao thì đó cũng là một câu hỏi được đặt ra và vấn đề này cũng đã được báo tuổi trẻ đăng tải trên trang nhất cũng như là trang 2 và trang 3. Theo đó thì lừa người mua thiếu kiến thức hay là quảng cáo lập lờ dùng không đúng coi chừng nguy hiểm đến tính mạng, các chuyên gia cảnh báo cũng đã đưa ra nếu như những chiếc máy tạo oxy không đáp ứng được đúng các yêu cầu về điều trị y tế, không chỉ khiến cho người mua mất tiền mà còn chẳng giúp ích được gì cho người bị bệnh suy hô hấp hoặc là nhiễm Covid-19. Mới đây thì cục quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm kinh doanh các mặt hàng trang thiết bị y tế, dược phẩm, trong đó có máy tạo oxy. Cụ thể vào ngày 9 tháng 8 thì cơ quan chức năng đã phát hiện một công ty ở quận Bình Tân nhập về 20 máy tạo oxy do Trung Quốc sản xuất có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam theo quy định. Ngày 13 tháng 8 thì lực lượng chức năng cũng đã phát hiện nhiều kiện hàng bên ngoài không có thông tin số hay là tên số điện thoại chứa 13.828 sản phẩm gồm có máy tạo oxy, dụng cụ đo nồng độ oxy trong máu, vỏ chai đựng oxy. Hầu hết các sản phẩm này do Trung Quốc sản xuất, không có nhãn phụ tiếng Việt, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Đặc biệt trong đó có một số mặt hàng mang nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Tổng giá trị của lô hàng ước tính hàng tỷ đồng. Về góc độ chuyên môn thì theo ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, không phải tất cả các trường hợp bệnh nhân COVID-19 đều cần phải thở máy. Theo dữ liệu được ghi nhận trong đợt dịch lần thứ tư, có khoảng 80% bệnh nhân không có triệu chứng hoặc có biểu hiện lâm sàng nhẹ, chỉ khoảng 5% số ca cần phải thở oxy gọng kính, 0,17% thở máy không xâm nhập và 1,3% số ca thở máy xâm nhập. Thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã chia sẻ trong phần đầu của bản tin, thì hiện tại công tác phòng chống dịch đang có sự tiếp sức của rất nhiều công nghệ và ứng dụng công nghệ để cho các cơ quan chức năng cũng như doanh nghiệp và người dùng tại Việt Nam triển khai công tác phòng chống dịch. Các đơn vị chăm sóc sức khỏe phòng chống dịch đang tiếp nhận những ứng dụng mới và cách vận hành mới, điều đó đang khiến các thách thức về bảo mật xuất hiện và hiện tại đã gia tăng. Ngày 10 tháng 8, thì hãng bảo mật Capersky đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ ninh mạng này. Và một trong những cái vấn đề này cũng đã được báo tuổi trẻ đăng tải trên trang 6 với bài viết nhan đề Cảnh báo bão tấn công mạng. Theo bài viết, thì Việt Nam đang triển khai tiêm vaccine cho toàn dân và thông tin về các loại vaccine sẽ được sử dụng đang là chủ đề thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân. Tuy nhiên, với tình trạng tin giả tràn lan như hiện nay, nhiều người dân đang đối mặt với nguy cơ bị dẫn dắt, lừa đảo, bị tấn công mạng. Theo khảo sát của nhiều công ty an ninh mạng, thì tội phạm mạng và kẻ lừa đảo không ngừng tìm kiếm các phương pháp mới để đánh cắp dữ liệu của người dùng, đặc biệt là phát tán thư rác và các trang lừa đảo liên quan đến đại dịch Covid-19, thông tin vaccine cũng như tình hình tiêm chủng để giăng bẫy người dùng. Bài viết của tác giả Đức Thiện trên báo Tuổi Trẻ còn đưa ra câu chuyện của vụ tấn công mạng BKV và những vụ tấn công mạng khác đang diễn ra với rất nhiều nền tảng khác nhau. Quý vị quan tâm xin mời tìm đọc trên trang 6 của báo Tuổi Trẻ số ra sáng nay. vâng thưa quý vị trong những ngày này thì có lẽ là cả nước chúng ta cần phải chung tay để chống dịch bên cạnh những tấm lòng được chia sẻ à, những nhà hảo tâm cũng đã chia sẻ à, về mặt vật chất đối với những người khó khăn hơn với những người mà đang ngày ngày phải cố gắng chống đỡ dịch bệnh covid 19 không có đủ lương thực thực phẩm để dùng trong gia đình thì có lẽ một à, vấn đề khác cũng được cả cộng đồng quan tâm đó chính là những món ăn tinh thần làm thế nào để giúp cho cộng đồng à, toàn bộ những người dân của Việt Nam có thể vượt qua đại dịch một cách bình an không quá lo lắng về tình hình dịch bệnh đó chính là vấn đề mà chúng tôi cũng sắp đề cập đến đây. À, báo Pháp luật Việt Nam trên trang 2 cũng có một bài viết liên quan đến vấn đề này với nội dung giáo diết nấu cỗ tinh thần để vượt qua đại dịch. Trong những ngày tháng đất nước đang lâm vào cảnh khó khăn như thế này thì sự ủng hộ vật chất là điều quan trọng nhưng cũng cần không kém là những món ăn tinh thần quý báu để con người có động lực vượt lên nỗi đau buồn. Và kế hoạch số 2754 về việc tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc sắc cổ vũ nâng cao sức mạnh tinh thần nhân dân vượt qua đại dịch COVID-19 vừa được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ký ban hành vào đầu tháng 8 năm 2021 chính là đề để, để đưa những món ăn quý báu đến cổ vũ tinh thần nhân dân vượt qua đại dịch theo đó thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc sắc với mục đích cổ vũ, nâng cao đời sống tinh thần nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khơi dậy và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, cùng nhau vượt qua đại dịch, khơi dậy ngọn lửa đam mê, sự nhiệt huyết, sáng tạo của các nghệ sĩ để sáng tác các tác phẩm mới về đề tài phòng chống dịch Covid-19, lan tỏa trong cộng đồng những thông điệp sâu sắc về tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Thưa quý vị và trong thời gian đại dịch Covid-19 thì có rất là nhiều những món cổ tinh thần được người dân sử dụng để có thể lành mạnh hơn và có thể giải trí tinh thần trong những ngày phòng chống dịch. À, chúng ta hãy cùng đến với một bài báo được đăng tải trên báo Pháp luật Việt Nam Trang 13 xem phim Việt online thời ông bà anh. Một cái tiếp bài rất gợi đúng không thưa quý vị? À, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 thì việc tận dụng các nền tảng trực tuyến để giới thiệu những bộ phim về truyền thống lịch sử, cách mạng, giàu giá trị nhân văn đến với người xem là rất thiết thực và cần thiết. Giữa tháng 7 năm 2021, Viện phim Việt Nam tiến hành thử nghiệm phổ biến phim nhà nước đặt hàng trên kênh YouTube. Hiện à, Viện phim Việt Nam đăng tải trên YouTube các bộ phim như là Nhìn ra biển cả, Mùa ổi, Lương tâm bé bỏng, Đừng đốt, Chung cư, Cuộc đời của Yến, Mặt trận không tiếng súng hay Dòng sông hoa trắng. Hầu hết họ cảm thấy vui vì Viện Phim Việt Nam đã giúp họ khơi mạch nguồn xem những bộ phim nhà nước đặt hàng hay và ý nghĩa mà trước đây họ nghĩ là phim tuyên truyền. Và có thể thấy là dịch bệnh cũng đã khiến cho chúng ta có một thói quen mới đó là sống chậm hơn, giúp các thành viên gia đình có thể gắn bó với nhau hơn và thưởng thụ môn nghệ thuật thứ bảy. Những ngày tháng đại dịch cũng là cơ hội để chúng ta cảm nhận nhiều hơn, hưởng thụ nghệ thuật nhiều hơn và giúp chúng ta thư giãn và chiêm nghiệm về cuộc sống, sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn và thông tin này cũng là thông tin chúng tôi điểm đến quý vị và các bạn trong tiểu mục điểm báo và khép lại tiểu mục điểm báo ngày hôm nay và cũng sẽ là gợi ý cho quý vị và các bạn đối với những cái lựa chọn cuối tuần này hãy xem những tác phẩm điện ảnh Việt Nam chúng tôi vừa giới thiệu à, bởi vì đây sẽ là những cái bộ phim rất là chất lượng và tôi cũng là người xem hết tất cả những bộ phim này rồi và đều có một cái cảm giác đó chính là phim Việt Nam của chúng ta rất hay hãy đừng quay lưng lại nha quý vị.